Tập 672, Súng giấc mơ. Một bàn bánh rán được bày ra trước mắt của mèo ú nào là bánh rán thịt, bánh rán burger, còn cả tô bánh rán nữa, nhìn thôi cũng đã thấy sự lem chịu không nổi luôn. Đột nhiên có một đĩa bánh rán đầu cái rầm, mèo ú quay sang thì u là trời một núi toàn bánh rán, cuối cùng ước mơ của mèo ú cũng thành sự thật rồi. Rồi mèo ú vồ vập chạy lại tới chỗ bánh rán, đang mơ đẹp chưa kịp ăn cái bánh rán nào thì Sukarna bị Nobita gọi dậy, mèo ú tức không chịu được mắng Nobita tơi tả luôn. Nobita liền nói tất cả chỉ là giấc mơ thôi, còn hiện tại Nobita đang bị cha En truy lùng kìa. Mèo ú chẳng quan tâm quay mặt đi dỗi luôn, Nobita liền xuống giọng nịnh nọt mèo ú, nếu mèo ú chịu giúp Nobita thì cậu ấy sẽ đãi mèo ú một mâm bánh rán luôn. Mèo ú nghe thấy thế khoái khoái liền đồng ý liền, rồi lấy súng giấc mơ cho Nobita. Nobita thắc mắc cái súng không có đạn thì nó có thể làm gì được cho đời. Mèo ú nói cứ yên chí đi, tí nữa Nobita sẽ biết công dụng của nó. Đúng lúc đó cha En hùng hổ chạy tới, Nobita cuống lên tính bỏ chạy thì mèo ú kéo lại và nói Nobita hãy bắn đi. Nobita hoảng quá nhắm mắt lại bóp cò, một làm khói tím phả vào mặt cha En, thế là cha En đứng ngủ luôn. Trong giấc mơ cha En đánh Nobita tơi tả luôn, khoái khoái cha En liền tỉnh dậy và nói hôm nay tới đây thôi tha cho cậu đấy. Như lời đã hứa, Nobita liền về nhà lấy ống tiết kiệm đi đãi mèo ú ăn bánh rán. Đúng lúc gặp mẹ ở phòng khách, mẹ hỏi Nobita làm bài tập chưa. Nobita tính lợi dụng làm bài tập để khỏi phải đi mua bánh rán, mèo ú nhanh tay liền bắn súng vào mặt mẹ. Mẹ mơ thấy Nobita đã làm bài tập rồi, thế là mèo ú vội đẩy Nobita đi mua bánh rán. Cơ mà Nobita cũng muốn mơ, mà mèo ú nói không đi nhanh là bánh rán hết đó. Nobita đứng năn nỉ mèo ú trong khi mèo ú lại nôn nóng muốn đi ăn bánh. Nobita chạy tới chỗ cha En đứng trước mặt, rồi bắn súng vào mặt mình để mơ được đánh cha En. Nobita mơ xong cảm thấy rất khoái chí, còn cha En thì ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Trong lúc đi, Nobita chợt nãy ra ý kiến sâu xa, đó là bắn súng vào mèo ú cho cậu ấy mơ được ăn bánh. May mà mèo ú đúng lúc hắt xì nên né được một skill. Suneo lại trúng đạn nên Suneo đã mơ mình xin được chữ ký của nữ diễn viên xinh đẹp đi khoe với đồng bọn. Thấy đồng bọn ghen tị nên Suneo cảm thấy khoái chí nên đã quay về nhà. Mèo ú bị đơ vài giây xong định hình lại mới chợt nghĩ ra và hỏi tội của Nobita. Mèo ú tức giận nói Nobita phải đi mua nhanh lên, rồi rút súng chỉa về phía Nobita và nói với Nobita tớ còn cả mật khẩu nữa đó. Nobita sợ quá liền chạy đi trốn, đúng lúc gặp mẹ nhờ mang đồ ăn về nhà giúp mẹ, mà thấy mèo ú hung hăng dí theo nên đã bắn súng vào mặt mẹ rồi bỏ chạy tiếp. Mèo ú càng tức giận hơn vì Nobita đã không chịu thực hiện lời hứa còn chạy trốn nữa, nên đã cầm súng bắn tứ tung, chúng tùm lum luôn. Tới ngõ cụt, Nobita được thế nên đã bắn mèo ú trước. Thấy mèo ú đang mơ nên Nobita tranh thủ chạy qua nhà Shizuka mơ một giấc mơ đẹp cái đã rồi tính sau. Nobita vui vẻ đi trên đường tính bắn cho thầy khen mình tí, thì mèo ú cầm súng xuất hiện từ phía sau. Nobita cũng không kém cạnh, nhanh chân quay lại chĩa súng vào mèo ú, rồi cả hai cùng bóp cò bắn súng cùng một lúc. Trong giấc mơ, mèo ú được Nobita dẫn đi mua cả một núi bánh rán. Mèo ú xông vào ăn lấy ăn để tỉnh giấc, mèo ú còn cảm ơn Nobita rối rít. Nobita cười khoái chí tưởng mình thắng, cơ mà sự thật thì mèo ú nhanh tay hơn nên Nobita đã bị trúng đạn nên nằm mơ mà cứ ngỡ là mình đã thắng mèo ú. Lần này thì mèo ú được bánh bán rán rồi nha.